Thấy cô áo đỏ hồng hồng, cho anh xin hỏi có chồng hay chưa? Anh hỏi thì em xin thưa, con thì 4 đứa nhưng chưa có chồng. Thế à? Đẹp thế nhỉ? Em ơi, anh có con gì bay vào mắt này? Em xem không anh ơi? Em xem, em thấy gì không? Có thấy gì đâu. Em xem kỹ đi. Ây da. Có. Em thấy gì trong đấy? Lồng đen lẫn lồng trắng. Trời, lồng đen lồng trắng. Em xem lại đi. Em thấy gì không? Thấy cái này. Ông cái gì? Dạ. Ôi giời, ông bảo mày đi tìm hai cái thằng cướp ấy. Mày lại ngồi đây mày ghẹo gái à? Ông tìm nào được. Cướp thì ở trong tối, bây giờ con ở ngoài sáng con tìm nào được. Thế con nói cho cái gì nữa? Hả? Ôi giời ơi. À, mà cái thằng nào vừa nghĩ cho ông cái mẹo ấy nhỉ? Con này, mày có biết là ông vừa bị ăn đòn, vừa bị mất tiền không? Hả? Ông ơi, con xin ông ạ. Ông có gì ông nhẹ tay cho nó. Thực ra nó cũng muốn tốt cho ông cho nên nó mới làm như thế. Sáng nay. Ông ạ. Con thấy là thằng này nó sử dụng cái ý kiến đấy nó hơi cương một tí. Cuộc sống bây giờ cần những nhu với cương phải hòa hợp. Bây giờ con có một cái mưu như thế này, con muốn bẩm ông, không biết ông có xem được hay không ạ? Nhưng mà cái mưu liệu có bị ăn đòn không? Ui ông, không! Con làm sao con ngu như thằng này được? Con là con khôn hơn nó, cho nên những cái mưu của con ấy bao giờ cũng động khẩu, không động thủ. Không bị ăn đòn. Không bị ăn đòn. Có mất tiền không? Dạ có ạ, nhưng mà mất xong lại bọn con lại giả lại cho ông. Vâng, và lúc đấy ông sẽ trở thành một người cực kỳ tốt. Và mọi người sẽ cảm khái cái lòng trượng nghĩa đấy của ông, và cô Mây sẽ rung động trước cái điều đó và chấp nhận về làm vợ lẽ của ông. Cái mẹo như nào nói ông nghe. Dạ vâng ạ. Anh làm cái gì vậy? Cười. Biết cái gì mà cười? Thì thấy bàn chuyện thì mỗi khi bàn chuyện xong thì thường cười thôi. Tao xong đâu? Còn xin hơn ông ạ. Mày... Nguy hiểm đấy! Xong ngớt. Được. Mày lại tiếp tục được ông thưởng một trinh. Dạ, con sẽ ghi vào trong đầu. Vâng. Ông ơi, còn con ạ. Con à? Vâng. Con tiếp tục ở nhà ông 2 năm không công. Thế thôi. Công nhận bánh của em ngon thật đấy. Vừa mới mở lá ra là mà đấy thơm nức mũi rồi. Mời ông ạ. Chưa ăn vẫn thấy ngon. Ôi à. Ngon lắm. Ê. Ok Mây. Ông ạ, ông đi đâu thế ạ? Mình đang là cầu vồng để đến đón Mây. Này, hỏi không phải thế, sau cái hôm bị cướp ấy, Mây thấy trong người nó thế nào? Dạ, cảm ơn ông. Em thấy trong người vẫn khỏe ạ. Thế thì tốt rồi. Thế từ bấy đến giờ, chắc ông cũng chẳng dám ra gió nữa đâu nhỉ? Sao lại không dám? Này, nếu mà vì Mây nhá, anh nguyện cả cuộc đời anh sẵn sàng làm chó. À quên, làm gió để bên cạnh Mây. Như thế thì mình mới có mưa chứ nhỉ? Ấy chết, sao ông lại nói như thế ạ? Sao? Không khéo gặp bão đấy ạ. Úi giời, anh đã là gió gì thì có ngại gì bão. Dạ không ạ, ý em là bão bà ấy ạ. Bà đang ở nhà nhai chân gà. không phải nghĩ đâu. Ông vui tính thế ạ. Thế bây giờ em hỏi thử ông như thế này nhá. Ở nhà thì ông có bà rồi. Bây giờ mà ông muốn nạp thêm em thì ông có nuôi được em không? Ôi giời, tưởng gì chứ. Nuôi một tầng Mây chứ kể cả là 9 tầng Mây anh vẫn nuôi được tốt. Sao ông lại nói như thế hả? Ý 9 Mây nào ạ? Ý anh là có thể 9 đời Mây ấy. Sẵn sàng hết lòng vì Mây. Bởi vì anh thú thật với em là chả có gì ngoài đất này, là ngoài trâu bò lợn gà rồi tiền của. Chả lo cho Mây, lo cho ai. Dạ. Ông đúng là người tâm đức ạ. Thế mà cả làng cả tổng này, người ta cứ đồn đoán lung tung về ông. Đồn thế nào? Dạ, người ta nói ông là đồ ki bo kẻ sĩ.
toàn chỉ biết ăn của người thôi ông ạ. Thằng nào con nào lại thối mồm thế nhỉ? Dạ, cả làng cả tổng lại đồn như thế đấy ông ạ. Ui thế á? Ui thằng nào, mỗi lần anh ra khỏi cửa nhà là y như rằng là thấy có mùi rồi. Ôi trời, vừa nói có mùi là đúng có mùi thật. Đúng con không? Lấy ông đi qua, con lấy bà đi lại. Thôi đi đi. Giúp đỡ con vài đồng thôi đỡ. Đi cho người ta bán hàng. Bà ăn trầu nhà bã, ông hút thuốc lá phì hơi. Đi đi cho người ta bán hàng. Vài đồng thôi đỡ khó. Thôi đi đi, thôi quá. Cho con xin vài thôi đồng. Đi đi. Này này này, cái cô kia. Người ta đã mặt hạ như thế này, vất vả đi ăn mày. Mà cô lại cứ đùa chơi sơi thế. Ông mà ông ăn mày. Người ta bảo là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Tôi có chút tiền để cho ông. Mây. Dạ. Em tự tay em cho tiền người ăn mày đi. Ông cho phép em ạ. Ừ. Dạ. Ông cầm lấy này. Đội ơn bà. Ông đi đi. Con đội ơn ông, đội ơn bà. Ông bà tâm phúc quá à. Này, ta đã cho nhà ngươi thì ta không cần phải bán ơn nhá. Cho nhà ngươi để cho nhà ngươi qua cái cơn khốn khó này. Còn nếu nhà ngươi muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn cô Mây đây. Con đội ơn bà. Không có gì đâu. Ông đi đi. Ông à. À khoan đã, gã ăn mày. Nhớ là cái đồng tiền này hãy dùng vào việc có ích nhá. Dạ vâng ạ. Tí nhớ giả đấy. Tí giả ông ạ. Không, ông... ý ta nói là đây là tiền thật chứ không phải là tiền giả. Vâng. Thiếc, nhớ giả lại. Đổ ơn ông bà. Chúc ông bà được nhiều phúc đức. Đi nhá. Đấy, mày có thấy không? Làm một cái việc mà có phúc, có đức như thế này, kiểu gì thì kiếp sau cũng gặp rồng đấy mày ạ. Dạ, ông đúng là người tâm đức ạ. Em xin phép ông em về ạ. Ấy, sao lại về? Mày phải ở lại với đây với tôi một tí đã chứ. Ông cẩn thận, không phải gió đấy ạ. Nguyện đã làm gió rồi thì làm sao phải sợ gió. Kể cả bão tôi cũng không sợ mà mày, mày cứ yên tâm nhé. Mây ơi! Tao đi luôn à? Mây! Con lấy ông đi qua, con lấy bà đi lại. Làm ơn làm phước ngửa tay bố thí cho con. Xin ông kìa, ông mới có tiền. Lên xin ông. Ô kìa ông, cô Mây đâu ạ? Cô Mây cô ấy bay về rồi. Cái gì? Đưa tiền đây. Tiền nào ạ? Con vừa mới ra xong con đã xin được ai cái gì đâu mà ông bảo con trả tiền. Khổ quá thì đúng như cái mẹo của mày nhá. Mày mách cho ông. Thế vừa nãy thì ông cho tiền mày rồi đúng không? Cho tiền được ăn mày rồi. Thế bây giờ mày đưa giả ông. Đâu ông còn loay hoay con tìm mãi cái bị nhưng mà không có. Đây phải lấy tạo cái nón đấy này. Thế thì mày vừa bị mới đai, ra bị xong. Đai, bị đây, có bị rồi, có bị rồi. Mày quá. Ui, mãi không kiếm được ở đâu. May quá gặp tên ăn mày thế là... Tên đấy cho luôn cái vị này. Sao lại cho đấy? Lão đấy bảo là hôm nay lão đấy được một người cho nhiều tiền quá. Từ bây giờ lão đấy không đi ăn mày nữa. Tốt quá. Thôi chết rồi. Thế ra cái lão ăn mày vừa nãy không phải là mày à? Không, con vừa mới ra đây con đã kịp xin ai cái gì đâu hả? Ôi trời ơi, thế là mày lại tiếp tục mày giết ông rồi. Ôi trời ơi. Bây giờ ông cái gì? Ông nói luôn nhá, mày lại tiếp tục ở đợi nhà ông nhá. 2 năm không có công nhá. Cười cái gì? Cười cái gì? Cười bởi vì nó ngu giống con. Vậy bây giờ hai thằng ngu nhanh chóng đi tìm cái thằng ăn mày ấy, lấy lại tiền cho ông, khẩn trương. Vâng vâng vâng. Có hai cái thằng ngu này thì mình cũng thành thằng ngu nốt rồi. Mình ơi. Dạ. Mang cho tôi con dao. Khổ quá, chờ một tí. Em ra ngay đây. Này, để. Ai cho phép
mày bày hàng thịt mày bán ở đây? Đây là cổng nhà tao nhá. Cổng nhà mày thì mày được bán ở đây à? Tao thích đứng ở đây đấy. Thế mày có biết đây là cái gì không? Đây là cái gì? Đây là cái đường nhá. Thì làm sao? Cái đường là để cho đi lại nhá. Chứ không phải để cho mày bán hàng nhá. Nhưng đây là cổng nhà tao nhá. Tao thích đứng đây đấy. Thế mày có biết rằng nhá, chỉ một lát nữa thôi không? Là quan huyện sẽ đi qua đây không? Thì làm sao? Thằng này khẩu khí hay nhỉ? Thái độ mày lồi lõm nhỉ? Thế mày không biết tao là ai à? Tao chả cần biết mày là ai cả. Thế mày là ai? Tao là tao. Khá quá. Khẩu khí càng ngày càng khá. Chính tỏ mày là con ông cháu cha phải không? Tao đích thị là con ông cháu cha. Này, tao nói cho mày biết nhá. Làm sao? Càng con ông cháu cha ấy, tao càng trị nặng. Mày trị hộ cái, mày trị cái gì? Thế mày không biết là tí nữa quan huyện đi qua đây à? Thì làm sao? Tức là mày chưa nhìn thấy quan huyện, mày chưa sợ đúng không? Này, đến thấy quan tài tao còn chả đổ lệ nữa là quan huyện nhá. Cái thằng này. Nè. Thôi được rồi. Biết tao hỏi mày một lần nữa nhá. Tao nhắc lại cho mày một lần để mày rõ nhá. Là mày có dọn không? Mày lại điếc à? Hả? Tao lại nhắc lại cho mày một lần nữa nhá. Là mày có dọn không? Nếu mày không dọn nhá, tao bế luôn nhá. Ôi giời sợ thế. Ôi giời sợ quá. Mày bế hộ tao cái. Khẩu khí thách thức nhỉ. Được rồi. Tao nhắc lại lần cuối cùng nhá. Thôi mày không phải nhắc, mày thích bế mày bế đi. Mà bây giờ mày bế đâu? Tao bế về quan huyện nhá. Mày bế về quan huyện? Chứ còn gì? Sợ rồi đúng không? Đâu? Tao bế hộ mày. Này. Không cần. Việc nhỏ này tao làm được. Mày đừng thách nhà giàu húp tương. Thách quan là việc chính nghĩa nhá. Bế nhanh đi nhá, kẻo thiêu thịt. Đấy, từ từ. Còn con gà. Ôi, thế bế nốt gà. Làm tất ăn cả. Chứ còn gì. Mày có định xin không? Hả? Tao nghĩ lại rồi. Thôi, tao chả xin đâu. Đi đi. Đi mày đi. Khá lắm. Đi. Đi nhanh khéo thiêu thịt. Tiếp. Ô, tôi chết rồi. Cái mẹt thịt của tao đâu? Mẹt thịt của ông sao ông hỏi tôi? Trước cửa nhà mày bây giờ không thấy thì chả hỏi mày thì hỏi ai? Trước cửa nhà tôi. Đấy. Ông thừa biết đây là trước cửa nhà tôi. Mà đấy là thịt của ông. Ông bảo là ông thích bày đâu ông bày. Thế bị ông mất theo đấy là việc của ông. Này. Đừng có vớ vẩn nhá. Làm sao? Nhá. Khôn hồn nhá. Vào nhà bê giả mẹt thịt cho tao nhá. Thèm ăn thì bảo tao cắt cho một miếng. Không làm cho mèo ấy. Này, đây nói cho mày biết nhá. Nhà thằng này có nghèo ấy thì nó nghèo cho sạch, rách cho thơm nhá. Không bao giờ thèm ăn cái loại thịt thiêu ôi của ông nhá. Này, thiêu hay thối thì mặc xác tao nhá. Bê giả tao. Bê giả? Này, lên quan huyện mà lấy nhá. Sao lên quan? Đây là cái cửa nhà tôi. Còn đây cũng là cái cổng nhà tôi. Cái lối đi lại của nhà tôi. Nhắc của bà con hàng xóm láng giềng. Thế sao? Thế mà bao nhiêu năm nay ngày nào ông cũng án ngữ, ông bày mấy cái mẹt thịt nó chiếm hết cả cái cổng nhà tôi nhá. Thế mà tôi vẫn chịu được. Nhưng mà tôi chịu được, nhưng quan huyện người ta không chịu được nhá. Người ta thấy ngứa mắt, người ta bê đi rồi. Quan huyện bê? Có đúng không? Rồi, chạy nhanh còn kịp. Quan huyện bê. Tôi chết rồi. Quan huyện ơi. Quan huyện ơi. Quan huyện ơi. Đáng đời. Ui ôi ôi. Ui ôi ôi. Ui ôi ôi. Bé cái mồm nó chú vào. Ôi trời. Này nha. Ê, chú đi qua đây. Vô tình con mèo nó nhảy qua đây.
chú vồ vào con mèo nó trượt khỏi tay chú, nó nhảy ra ngoài. Thế là chú vồ vào cái xào thịt, nó rơi xuống đất, chú nhặt lên, không sao đâu nhá. Mà này, đừng có nói với chủ nhà là chú làm rơi thịt nhá, rồi chú cho mày một hai con kẹo nhá. Đây, có tiền đâu này, sai quá. Này, bí mật nhá. Vâng. Không được nói với ai nhá. Vâng. Đi ăn kẹo nhá. Vâng. Không được nói với ai. Bí mật. Ui mẹ ơi. Cái thằng này. Mẹ ơi. Này. Mẹ đây. Ai? Ai làm đổ hết thịt của tôi này? Ai? Con. Ai? Này. Ôi giời ơi, sao chú ấy làm đổ hết thịt của tôi thế kia? Chị hết sức bình tĩnh. Chuyện là như thế này. Tôi không biết có cái sạp thịt ở đây, nhưng mà có con chó nó nhảy qua đây, thế là tôi đuổi nó, thế là vô tình là động vào hai cái sạp thịt, nó đổ xuống đất. Nhưng mà chị yên tâm là tôi đã nhặt lên và phủi sạch sẽ rồi, không vấn đề gì đâu nhá chị nhá. Nhưng chị thông cảm, cũng chỉ vì con chó thôi, có phải không cháu hả? Không ạ. Tao vừa cho mày một áo thôi. Đổ bao nhiêu con? Đổ cả sạp hết này luôn. Thế thì mua cả sạp. Mua hết, rơi miếng nào mua miếng đấy. Rơi miếng nào mua miếng đấy, nhưng mà chị thông cảm là tôi không có tiền. Không có tiền thì phải bồi thường, chứ rơi như thế này nhà tôi ăn làm sao được. Ôi trời, chị ơi, chị thông cảm, cả nhà cả cửa của tôi chỉ còn có hai hào thôi, tôi không mua hết được, thì thôi coi như là tôi đền bù cho chị cái tiền là thịt nó rơi xuống đất, thì nhờ chị là rửa cho nó hết đất cát đi rồi bán lại. Thôi chị thông cảm, chị giúp tôi chị nhá. Chị được thông rồi cảm. Vâng, cảm ơn mình chị. Mình ơi! Làm sao? Có cái việc gì xảy ra đây hả? Có việc gì? Hả? Ừ. Đứa nào? Đứa nào đủ cái gì? Anh ơi! Mình! Cái chú này này! Vâng! Chú ấy kể là nãy có con chó nó nhảy qua đây, thế là chú ấy vồ rơi hết cả hai sạp thịt xuống dưới đất. Ôi trời! Ôi bẩn hết cả thịt! Thằng này mày nghĩ gì hả? Mình bình tĩnh! Tuần trước mình vừa mới chém một người, chỉ cần đi qua thôi, hỏi chưa cả mua, mình đã chém mấy phát rồi. Mình bình tĩnh. Không thể bình tĩnh được. Em xin mình. Bỏ tay ra nhá. Cả một cái sạp thịt người ta nó như thế này, mày có biết không hả? Hả? Những cái con lợn này ta vừa mổ ở lò nó còn nóng hôi hổi, nó sạch sẽ như thế này, mà bây giờ mày làm đổ xuống hết, thế thì ai ăn ai mua hả? Cái thằng kia, mày muốn chết không hả? Anh ơi. Cái gì? Anh cho em nói một câu thôi. Mày nói nhanh đi, không tao chém cho mày bây giờ chứ đi. Vâng, em nói nhanh. Tất cả là vì con chó nhảy qua đây, chứ em không có ý xem thịt. Tao không cần biết chó má cái gì cả, tao chỉ cần biết là bây giờ mày đổ hết cả thịt xuống dưới đất rồi, bẩn như thế này thì ai ăn ai mua nữa hả? Tao nói cho mày biết nhá, thứ nhất là mày xúc phạm con lợn nhá, thứ hai là mày xúc phạm người ăn, bây giờ mày muốn chết không hả? Điên không? Anh ơi, cho em nói một câu nữa thôi. Mày nói nhanh đi, tao điên lắm rồi. Anh bỏ sao xuống. Nói đây. Ngắn gọn như thế ạ. Cho lần đổ thịt rồi. Anh cho em đền bù xứng đáng ạ. Mày đền bù như thế nào? Em còn có một hào. Cái gì? Hôm nay ông phải chém mày. Thôi. Điên lắm rồi. Chú tôi bảo này. Tôi bảo này nhá. Thôi thì bây giờ trong túi chú có bao nhiêu thì chú đưa hết cho chồng tôi đi. Không thì anh ấy điên lên là anh ấy chém đấy. Thật đấy. Chị thông cảm. Hôm nay đi bán gà cũng được có mấy đồng, thì đưa hết cho chị rồi. Chị bảo anh. Rồi nhá. Thế để tôi bảo chồng tôi. Chị bảo anh. Chị bảo anh. Ôi trời ơi. Mày đi lại. Chị bảo. Nhiều thằng là coi như là này, tôi cứ bày ra đây nhá, xem cái thằng nào nhá, thằng nào dám đụng vào đây. Dạ, thằng em... nào dạ không có thằng nào dám động vào ạ. Thế nhưng mà có cái thằng chó. Thằng chó đó là thằng nào? Không cậu nói luôn. Không ý em là như này. Bác biết không? Có cái con chó đực và chó cái. Rồi hai con nó đuổi nhau rất là vui vẻ nhá. Nó đuổi vòng quanh cái sạp thịt này. Thế là trong cái lúc mà chúng nó đang vui vẻ, trong cái lúc mà cao trào đang vui vẻ, tự nhiên cái con chó đực ấy nó rít lên một cái. Thế là úi dồi ôi, thế là động hết cả cái bàn thịt này, nó rơi hết cả xuống dưới đất bác ạ. Thịt coi như là vãi hết cả ra đất. Con chó cái thì nó sợ quá, nó chạy mất hút. Còn cái con chó đực ấy thì nó ở lại, nó khóc thút thít. Em điên quá, em cầm cái chổi em phết cho một cái, thế nó chạy đi rồi. Thế xong em phải hô hào, em gọi vợ gọi con em ra, cả nhà em coi như là sắn tay sắn áo, như nhặt những cái miếng thịt bẩn lên lau sạch rửa sạch rồi bày lên cái sạp này cho bác đấy. Có đúng thế không? Thế rồi em nói điều bác làm cái gì, có đúng không? Đúng. Đấy. Vậy thì thôi, cảm ơn gia đình nhà cậu nhá. Dạ không có gì ạ. Thôi thế này,
nhân tiện cả nhà thì cậu đã ra đây vất vả với cái sạp thịt của tôi. Dạ. Nhá. Tôi sẽ biếu gia đình một miếng. À dạ vâng ạ. Ừ. Thôi để ba bác cầm cái miếng này được. Thôi đây, làm cả miếng này đi. Đây đây, bác cho lá chuối cho em. Đây. Đấy. Nào cái thằng này cầm đấy. Về nhà ăn vui vẻ nhá. Xin bác chưa? Xin bác. Ừ. Bác kiếm mình. Dạ. Em cảm ơn bác ạ. Thôi hai bác vào đi, vào vào vào. Rồi. Nói thật với bác. Em là vì cái tình làng nghĩa xóm. Em là vì em quý bác. Chứ nói thật với bác là em có phải làm vì cái miếng thịt đấy đâu. Đúng rồi. Dạ. Chú phải nên nhớ riêng tôi nhá. Dạ. Không có biết ngại gì hết. À dạ vâng. Nhưng ai tốt với tôi là tôi rất là lịch sự. Dạ vâng. Đúng không? Thế là về ăn thịt. Dạ vâng. Thế em xin bác nhá. Chúc cả nhà ngon miệng. Dạ vâng. Em cảm ơn bác ạ. Dạ em lại nhà. Biết điều ấy. Ngoan này cái gì cũng có. Đảo gói cho nó cẩn thận nhá. Sắp mùa mưa bão rồi đấy. Nhà rột là đừng có trách. Em đảo xong rồi này. Mình vào trong nhà xem nó có thủng chỗ nào không rồi còn đảo tiếp. Xuống mà xem. Xem rột chỗ nào thì lên đảo tiếp. Vâng. Tí nữa em xong em xuống em nhìn. Ôi. À. Con đây à? Bố ạ. Ừ. Bố sang chơi ạ. Ừ. Dạ. Thôi, này. Sáng sớm theo rượu chè này. Quá bây giờ đến mùa mưa bão không có cái gì đâu mà làm. Ở nhà uống rượu đấy còn gì nữa. Cứ bảnh mắt ra thì đã uống rượu rồi. Mất phải ra đồng đi làm đấy chứ. Sức dài vai rộng như thế này. Thế vợ con đâu? Đấy, đang vắt vẻo kìa. Bố ơi, con đây bố ơi. Trời ơi. Này. Dạ. Thế tại sao mày bắt vợ mày trèo lên mái nhà thế hả? Mày đàn ông đàn an sức dài vai rộng. Xong leo lên mà lập để cho vợ mày nhỡ nó ngã làm nào. Ui trời, con bắt nó leo suốt ngày, ngã thế nào được. Tôi chết rồi. Ôi giời, chồng cái kiểu này. Quá bố ơi, thế con hỏi bố nhá. Ờ. Vợ con ấy, nó là trống hay là mái? Nó là mái chứ, trống là trống nào? Thế, cái mái thì nó phải leo lên mái chứ còn gì nữa. Mình đàn ông con trai, mình là trụ cột của gia đình. Mà cột thì nó là phải ở dưới. Mấy cái điều quan trọng hơn ấy. Con bảo bố nhá. Bây giờ bố bảo con gái bố đi, xuống đây uống rượu thay con. Cho con lên lợp cho. Mày nói được đấy. À con đấy, dạ. Bố quên mất. Này, cái con bò nó buộc ở ngoài kia kìa. Nó đang khát nước quá. Con giúp bố mang nó một xô nước nhá. Và một cái xô rượu mang cho nó uống ấy. Giúp bố ấy đi. Mang một xô nước và một xô rượu. Ừ. Vâng. Cần trường này nó đang khát thì. Ôi dồi ôi, con ơi. Con ấy xuống cái xô nước ngã bây giờ. Ôi dồi. Ôi, vâng ạ. Con cứ đi vào nhà đi, để bố xử lý. Con à? Dạ, dạ. Thế con bò nó uống chưa hả con? Uống rồi. Nó uống nước hay uống rượu? Bò ngu gì nó uống rượu. Nó phải uống nước chứ đi. Công nhận con bò khôn thật. Nó biết uống nước mà con lại uống rượu. Có nghĩa là con còn ngu hơn con bò. Sức dài vai rộng. Sáng bảnh mắt là chả chịu đi làm thì cứ ở nhà để uống rượu thôi. Tôi sang sông mà bẻ ngô đi. Vài hôm nữa là mưa bão rồi này, hỏng hết rồi không thu hoạch được đâu. Vâng. Con đi. Ừ. Ôi trời, có ông con rể thế này chết. Thôi con ạ. Các cụ bảo rồi. Vì chàng thì thiếp phải bưng mâm, ngẫm như mình thiếp thì bốc thầm cũng xong. Đã lấy chồng thì phải theo nhà chồng. Gắng mà chịu con ạ. Đây, bố có mấy đồng, bố cho con. Cất đi mà làm vốn con nhé. Con xin ạ. Bố về. Ơ, bố. Ê, vào cơm nước đi con gì đấy. Vâng. Ơ, bố. Bố về chơi đã ở lại làm gì? Con đây. Dạ. Bố tưởng con... sang sông để bẻ ngô cơ mà. Ông lấy đò hôm nay ông bị ốm, chả ai đưa con sang sông. Ôi, còn thế nữa. Ông ấy ốm thì con phải tự bơi sang chứ. Con không biết bơi. Cái gì? Dân sông nước còn không biết bơi. Này con ơi. Dạ. Con chó nó còn biết bơi đấy. Như thế là con là không bằng con chó. Đúng không?
Bố ơi, thế bố có biết bơi không bố? Ôi hay nhỉ, hỏi thế mà cũng hỏi. Bố mày nhá, bơi giỏi nhất cả hai cái làng bên sông luôn. À thế ạ? À. Thế là bố biết bơi ạ? Ừ. Thế thì bố chỉ bằng con chó. Cho tôi xin bát nước. Xin bát nước? Ừ. Có tiền không? Tôi buồn cười nhỉ, vợ chồng với nhau để hỏi tiền nong có thế nào? Sáng giờ chưa bán được cái gì. Nhìn quanh không thấy ai cả, không chồng với con chẳng thấy ai cả. Còn người ta đi làm đi ăn chứ phải đi chơi đâu. Làm ăn thì đã làm được cái gì chưa? Khổ quá nhưng mà trời mưa đất thì ướt, có cuốc được cái gì đâu. Mà này bu ơi, tôi hỏi này, sáng giờ có thấy cái lão dần qua đây không? Nói là từ sáng đến giờ chưa có mống nào đi qua đây cả. Đang ế sưng ế xỉa đây. Tôi là tôi đang phải trốn lão đấy. Mấy hôm nay nghe nói là lão tìm vợ chồng mình để đòi cái khoản vay mà lần trước mình vay để mua con trâu đấy. Thế thì vợ chồng mình trốn thì dọn hàng trốn đi rồi chứ. Sao ông ấy ra đây thì sao? Ông là ông tìm tôi chứ tìm gì u đâu. Ôi trời ơi. Cái gì đấy? Nghe tiếng lão dần đúng không? Có luôn. Thôi này. Ui, tôi bảo biệt tôi lánh đi nhá. Có gì thì nếu mà lão hỏi tôi thì bù cứ lựa lời mà nói nhá. Ừ được rồi, đi. Đi. À, hôm nay quán có vẻ đông khách như chùa Bà Đanh ấy nhỉ? Dạ, con chào ông ạ. Chào mới hỏi cái gì? Thế thằng chồng mày đâu? Dạ, chồng con từ sáng đến giờ con cũng chưa nhìn thấy mặt nó đâu cả. Ô hay, mày phải bảo nó chịu khó mà cày cuốc giả nợ ông chứ. Nợ mãi đấy, lạ thật đấy. Dạ, con cũng biết như thế. Nhưng mà hoàn cảnh nhà con ấy thì ông biết rồi. Thế nhưng mà thật với ông là ngày nào nó cũng đi làm từ sáng sớm đến tối khuya mới về. Chứ nó có lười biếng gì đâu ạ. Có đúng là nó đi làm không? Ngủ chảy thây đi nè. Mày đi bán hàng nó về nhà nó lại ngủ ấy. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa, khó đâu đến kẻ sớm trưa ngoài đồng. Nếu nó mà chăm chỉ mà thức khuya dậy sớm mà lăn lộn ở ngoài đồng thì nó đã thừa sức nó giả lợ ông rồi. Nhá. Dạ, ông bớt giận, ông cứ để cho con thư mấy bữa. Tối con về con gặp nó rồi con nói chuyện. Con sẽ nói nó đi sang thư chuyện với ông. Đỡ phải để ông đi tìm thế này, ngại chết đi được. Thư. Mày hẹn bao nhiêu lần thư rồi? Ô thế ông buồn cười nhỉ, bây giờ nợ của nó thì ông đi ra đồng ông tìm nó ông đòi. Thế sao bây giờ ông cứ nạt nợ, ông cứ bắt nạt con thế? Thế mày có phải là vợ nó không? Hả? Ô hay nhỉ, của chồng công vợ. Chồng nó không giả được thì vợ phải giả chứ. Ôi, con nói ti. Ôi giời ơi. Này, cái thằng này, mày làm cái gì đấy? Ông lại vụt cho mày gãy tay bây giờ đấy thì lớn rồi mà cứ ti mãi đi. Không tới ngượng à? À? Ban ngày ban mặt lớn trương xác rồi mà cứ ti y như hệt cái thằng bố mày. Con đi về nhà đi. Ngày đi rồi trưa không về, u cho ti nhá. Đi. Vâng. Chưa về u cho ti. Đúng là con hư tại mẹ. Mày cứ như thế thì bảo sao mà làm sao mà nó cai được à? Thôi, nhớ về bảo thằng chồng ấy nhanh chóng trả nợ ông. Vâng. Ông lại nhà. Này, lão về rồi đúng không? Về lâu rồi. Ôi trời ơi, hết hồn. Này, thế lão có hỏi gì tôi không? Lão nói là cứ chiều nó thế thì bao giờ mới cai được. Cái gì mà tôi đang chuyện nợ lại cai cái gì đấy? À, lão ấy nói nhanh chóng thu xếp sang mà trả tiền cho lão ấy đi. Không là ngày nào lão cũng ra đây lão ngồi lão ám tôi đấy. Sáng đến giờ không bán được cái gì, tự bóc trứng ăn đây này. Thế là lão chỉ nói mỗi chuyện đấy thôi gì? Còn cái chuyện với thằng cu nhà mình nữa đấy. Sao? Chỗ hàng quán đông người, cứ đi ra đây đòi ti thôi. Ôi giời. Lúc nãy lão ấy ngồi đây này, tôi phát ngượng. Mà cũng tại bù đấy cơ. Cứ chiều nó gần này tuổi đầu rồi, lớn như cái sào rồi mà vẫn cứ cho nó ti. Làm thầy nó mang tiếng oan. Chứ không phải thầy nó lớn hơn cái sào rồi mà bây giờ còn làm mẫu cho nó à? Không ti trước mặt nó thì làm sao nó biết đường nó đòi nó ti? Thôi nè. Thế mấy lần người ta say thì người ta để ý gì đâu. Mà tôi rồi, yên tâm.
Cái thằng này lần này tôi sẽ có cách. Tôi sẽ có cách để cho nó phải cai ti. Cách gì? Ôi. Bu nó à? Bán được cái gì chưa? Chả có mông khách nào. Rồi không. Ui giời chán nhỉ, hàng họ ấy à. À mà. Ê thằng xỉu nhà mình ấy, từ sáng giờ nó có đòi ti không? Không, từ sáng giờ nó đi chăn trâu đã về đâu. Ôi giời chưa về à? Ừ. Nhưng mà mình yên tâm. Cái kế tôi đã bày ra là kiểu gì nó cũng phải là cai sữa được. Tôi chả biết cái kế của mình thế nào. Chứ một người tôi cứ nó cứ nóng hừng hực lên khó chịu lắm đây này. Khổ quá, dầu thì nó phải nóng chứ đây. Chịu khó một tí nhá. Tôi bôi dầu vào thì đến lúc là nó ngửi là nó không chịu nổi. Đến tôi còn chả chịu nổi là nó mà ti nó rộp hết cả mồm ấy. Cái gì? Ông không chịu nổi á? Ừ. Nhớ cái mồm đấy nhá. À thằng xỉu đây rồi, vừa nhắc. Chào dạ, thầy. Ngồi thầy bảo. Dạ. Vừa đi ăn trâu về hả? Dạ vâng. Đói không con? Dạ đói ạ. Đói lắm hả? Vâng. Dạ. Con xin. Ôi giời, cẩn thận chứ. Ui. Con từ từ con. Đói thì cũng phải từ từ chứ. Ăn trông nổi ngồi trông hướng cho mày. Đói thì ăn đi con. U ti 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 ti. Bun ơi. Bun ơi. Ok. Bun đâu rồi? Đây. Làm cái gì mà gọi mãi mới ra thế? Ui giời. Đang dở tay. Dở cái gì? Đang có tí việc. Ô, này, thế sao mình lại đi ra đồng mà giờ này đã về rồi? Tôi sốt ruột nên tôi về. Tôi về để tôi hỏi Bu nó cái chuyện của thằng xỉn nhà mình ấy. Thế nào? Nó còn tin nữa không? Ui dồi ôi, sợ quá, trốn biệt ra đồng rồi, không có ti tủng gì nữa cả. Đấy, tôi đã bảo rồi, cái kế lần này nó là thượng sách mà. Lần trước nhá, mình bôi dầu, thằng này nó chưa sợ. Lần này tôi bôi ớt, tôi sát ớt như thế thì đến bố nó còn phải tèo hết cả mồm chứ. Làm sao mà nó không sợ. Kế của mình đúng là thượng sách. Khoan, có tiếng. Ai? Làm gì có tiếng gì? Ai trong nhà đấy? Làm gì có ai? Không, rõ ràng tôi nghe có tiếng người mà. Làm gì có ai? Ai ơi! Ông đây. Mày về ra đấy phòng. Ơ, cụ dân. À, thế mày định bao giờ mày trả tiền không? Cụ sang đòi nợ à? Chứ còn gì thì trả xăng đòi nợ thì sang làm cái gì? Không, không, nhưng mà cụ ơi. Này, sao mồm cụ bị làm sao đấy? Khổ quá đấy. Đêm hôm qua ngủ, sáng nay dậy thế nào như kiểu giấy leo ấy. Cứ mồm miệng rồi nó nóng ran hết cả lên. Rát bỏng quá. Giời leo à? Giời leo hay là mồm cụ leo à? Không, giời leo hả? Giời leo đúng là mày. Không, mày giời leo, giời leo. Ôi trời, giời leo mày. Giời leo. Ôi trời. Trời ơi. Đang bỏ cai đi lại còn cứ cố. Cái thề được, ngoan. Chưa? Mát rồi. Lạnh chưa? Lạnh rồi. Lạnh rồi này, lạnh rồi này. Thế chào ông à? À, ông bảo mày ra đây mày ngồi mày trông người ta câu cá trộm. Ê vậy mày ra đây mình ngủ đấy à? Mày nó còn mát quá phải không? Hả? À. Con có ngủ đâu. Con đang ngồi đây để con ủ mưu. À. Để cắt kiếm tiền đây chứ. À thế à? À tốt rồi. Thế ủ mưu kiếm được bao tiền đây? Dạ chưa đồng nào ạ. Tại sao mày bảo mày ủ mưu kiếm tiền? Thì có ma khát nào đến đây đâu. Ủa con cũng ạ ông ấy. Bè nhá,
người ta khô lắm, người ta ra sông ra ao ngoài kia kìa, không mất tiền đâu. Mà điên nào mà ra đi mà mất tiền nhà ông. Thế mới gọi là ông giỏi, ông đi trước mọi người, hiểu chưa? Bây giờ cái ao cá này thì cuối năm mới thu hoạch được, chứ ông không tranh thủ cho người ta câu để lấy tiền thì ông lấy cái gì đổ ở mồm mày, ông nuôi mày à? À, nói rồi còn cãi. Thôi bây giờ thế này, thế mày có biết thằng Bõ không? Trời ơi, cái thằng đấy ai mà chẳng biết. Ừ, bây giờ thế này nhá, mày cầm một trinh mày đến nhà thằng Mõ, ông giao nhiệm vụ cho mày, nhờ cái thằng Mõ ấy, nhớ là phải đi giao ngày 4 lần, sáng, trưa, chiều, tối, hiểu chưa? Dạ vâng. Đi. Dạ vâng. Đi đâu? Bây giờ mày đi sang nhà Mõ à? Dạ vâng. Thế mày bảo nó là cái thông tin nó như thế nào mà mày đã đi? Thì ông bảo là sáng, trưa, chiều, tối còn gì? Thì sáng, trưa, tối nói cái gì? Ôi trời ơi, thế chưa biết mà đã trực đi rồi. Cái đầu mày khôn chứ. À, chứ cứ giỏi cãi đấy. Tiền còn chưa cầm đấy. Cầm tiền này. Dạ vâng. Dòng tai mà nghe. Chiêng làng chiêng trạ, thượng hạ Tây Đông, hồ nhà phu ông rất là nhiều cá, câu lâu giảm giá, hiểu chưa? Một hào một canh, hai hào ba canh, ba hào sáu canh, nếu không được cá ông sẽ trả gà, nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Đi luôn. Dạ vâng, có cháu không? Ừ. Là cái gì đây? Ông dặn con xong chưa? Ồ, xong rồi thì ông mới bảo mày đi chứ. Thế bây giờ con dặn ông nhá. Ông ngồi đây, ông đóng giả làm con. Ừ. Ông mà không đóng giả nhá, bọn nó mà đi qua bọn nó câu trộm đấy. Ừ. Thằng vắng mà con là bọn nó câu trộm luôn. Ừ. Ông nhớ ngồi đây nhá. À. Con đi đây. À. Bây giờ mày làm thay ông đấy hả? Ông đóng mày thì mày bây giờ mày đóng ông đi gì? Mày được cái bố láo đấy. Này, yeah. Chồng tôi bảo ra đây lấy gà. Có câu được con cá ở đâu? Lấy đi. Về nhá. Ờ. Mai câu tiếp nhá. Ờ. Quay lại. Cái gì đấy? Đi đâu? Thế vác cái cần này không đi câu đi chơi à? Tiền. À, cái gì đấy? Một hào một canh, hai hào ba canh, ba hào sáu canh. Được. Hai hào làm luôn ba canh đi. Được. Nhưng mà này, có đúng là nếu mà không câu được cá là được trả bằng gà không? Tất nhiên rồi. Này. Hả? Tôi bằng này tuổi, trẻ con nhà ông ấy à? Ôi rồi. Sợ thế nhỉ? Ủa? Trời ơi. Ủa ơi. Ông đã nói mày rồi mà mày ra đây mày vẫn ngủ, mày ủ mưu thế đấy à? Hả? À? Không phải đâu ông. Này này á, con ngủ có tiền đấy. Đây này, nhiều chưa? Đấy. Tốt. Thế này chả mấy mà là giàu đấy. Mà ông dặn này nhá. Mày vẫn bảo cái thằng Mõ tiếp tục đi giao cho ông nhá. Nhớ là câu không được cá sẽ có gà, hiểu chưa? Ông ơi. Hả? Cho con rồi. Ừ. Nhớ ông nhầm thì năm trước ông thu hoạch hết cá rồi. Ừ. Ông có thả cá tiếp đâu, đúng không? Ừ. Thì bây giờ có cá đâu mà câu. Đúng. Ao này làm gì có cá. Nhưng ông có cả một trang trại gà đang bị ế. Câu không được cá, ông có gà, hiểu không? Mục đích của ông là bán gà. Dạ. À. Ông đúng là thông minh hơn con rồi đấy. Cái chắc cái gì đây, cái gì đây. Mày mà để ông không thông minh hơn thì có nói chuyện cái gì. Tiếp tục ngồi đây bán gà. Để ông về ông lấy hàng nhé. Cầm đấy. Vâng. Chào ông nhé. À. Ông mới ngân đấy tuổi, thông minh như mình.
Xìu đến rồi à? Uống đây, uống đây, uống đây. Thế bao giờ bạn anh mới đến? Hay là anh định ngủ luôn ở đây đấy hả? Vẫn chưa đến à? Cái câu đấy đáng ra em phải hỏi anh mới đúng chứ. Đây là lần thứ 10 em hỏi anh, bao giờ bạn anh đến? Thôi được rồi, bạn anh nó đã hẹn nó sẽ đến. Bây giờ em cứ xuống chuẩn bị cho anh đi nhá. Dưa chua, cà chua, hành, thì là, tỏi, giấm, ớt. Tí nữa mang cà đến om dưa, thế thôi. Rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ôi trời, đây, 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 em ơi. Rất xin lỗi ông về cái sự chậm trễ của tôi. À, em anh bảo này, cái con gà này nhá, bây giờ em mang xuống, em vặt lông, rồi đánh tiết canh, rồi... Nhầm. À, tiết thì em mang đi luộc, đấy, rồi giã với muối để tí anh làm chấm. Đấy. Còn hai cái đùi thì cái đùi thứ nhất là em tần đi, em tần thuốc bắc với là ngải cứu cho anh. Cái đùi còn lại thì em hấp cách thủy. Đấy. Cái phần còn lại thì là như là cổ cánh rồi phao câu rồi diều rất thì là em cho vào để nấu cháo. Cái phần còn lại con gà thì em chia đôi ra, một nửa là em xé phay, một nửa thì là em rang với muối, rang khế cũng được. Đấy, còn lòng mề thì tôi làm với miến. Đấy, nhanh gọn thế thôi. Đơn giản đây. Em ơi, hai cái chân thì em chiên mắm cho anh nhé. Rồi. Xuống. Vâng. Rất xin lỗi ông bạn hàng. Này, tôi đến hơi chậm. Tôi nói thật với ông, tôi chờ ông đến giờ này cũng chỉ là vì tình bạn chúng ta gắn bó bao lâu nay nhá. Thôi bây giờ tôi đi về. Thôi kìa, khổ quá, để tự ái rồi ngồi xuống tôi bảo. Tôi đến muộn là có lý do. Lý do gì? Thì đấy, chỉ vì là cố gắng là muốn câu con cá chép để mời ông cái bữa om dưa. Thế cá đâu không thấy mà thì mang gà thế nào? Thì từ từ để tôi kể. Cái lão phú ông ấy, lão mới mở một cái hồ câu. Đấy. Lão bảo là cái gì nhỉ? Một hào thì hai canh, hai hào thì ba canh, mà ba hào thì được sáu canh. Mà cái điều hay ấy, là nếu mà không câu được cá thì lão ấy trả bằng gà. Đấy. Thế là tôi mạnh dạn, tôi bỏ một hào, tôi chơi luôn hai canh, tôi ngồi tôi câu cá. Nhưng mà không hiểu sao, bình thường là tôi sát cá lắm, nhưng hôm nay mà giật không được con nào. Hay nhỉ? Không câu được cá thì lại có gà mang về. Đúng rồi. Thế. Không ngờ lão phú ông này khôn như thế. Mà bên cạnh lão còn rất nhiều thằng ngu. Làm sao mà ăn được tiền của tôi? Không được cá thì tôi phải mang gà về chứ lại. Đấy, con gà vừa rồi đấy. Này. Tôi hỏi ông ấy. Ừ. Ông có tiếng là thông minh. Tất nhiên. Tôi hỏi ông là một hào thì hai canh. Ừ. Hai hào thì mấy canh? Được câu ba canh. À. Gà bán ở chợ bao tiền con? Hai xu là cùng. Này, tôi nói luôn nhé. Ừ. Cái ao nhà lão phú ông ấy, năm trước lão thuê tôi tát cạn bắt sạch cá rồi. Mà năm nay thì chưa thả một con nào cả. Ồ. Thì lấy đâu ra cá mà câu? Thì không sao cả, không có cá thì đã có gà. Ừ. Thì đương nhiên ông khôn thế mang gà về luộc là đúng rồi. Ừ. Nhá. Ôi nhưng mà một con gà có hai xu. Ừ. Mà cá thì một hào. Ôi tôi chết. Tức là cái lão phú ông lão lừa tôi à? Tôi đã bảo mà, tại sao mà thời gian gần đây lão giàu nhanh như vậy? Lão rất khôn, rất thông minh, và bên cạnh lão có rất nhiều thằng ngu. Thôi được rồi thật. Uống đi nào. Tôi là tôi phải tìm cách chơi lại cái lão phú ông này. Chứ không thể để mất tiền ngu như thế được. Này, uống đi, rồi kích thích cái sự thông minh nó lên. Sao không? Được. Đây. Đồ nhắm của hai anh đến rồi đây. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em. Này, trong mặt em vừa quen vừa lạ nhỉ? Nhìn quen lắm, mình như là chưa gặp bao giờ đúng không? Em mới tới đây làm thôi. Gà của anh xong chưa? À, xong rồi đấy, để em cho người mang lên luôn nhá. Lên mâm luôn, lên mâm rồi, luôn. Rồi, đợi tí. Xin ông. Này, thế là anh em mình cứ kế hoạch như thế mà triển khai. Ừ. Thank you.
Tưởng ngủ. Đi đâu đây? Cầm cần như thế này thì đích thị là đi câu rồi. Tiền đâu? Đây, tiền đấy, tiền đấy. Này, hôm nay nhá, câu hẳn 6 canh luôn, trả 3 hào nhá. Được chưa? Được rồi. Xong phẳng chưa, xong phẳng chưa? Rồi. Nhưng mà này, nhớ nhá, nếu thằng này mà không câu được cá nhá, là phải trả 3 con gà đấy. Này, nhà này không có gì ngoài gà cả. Được, đi câu nhá. Đi câu đi. Thằng này, tao ngồi câu 6 canh này rồi, không được con cá nào cả. Mày trả gà tao đi. Có thật là không được con nào? Đây, mày không tin, mày lục đi, mày lục đi. Này, đỡ mày cá. Biết rồi. Đâu gà đâu, phòi gà ra đây. Ông ơi, ông ơi. Ông cái gì? Làm sao, có chuyện gì? Gà đâu hả ông? Gà làm gì? Trả cho khách này. Khách này gì? Vâng. Thằng này cần gà gì? À. Tiền đâu? Tiền đưa ra rồi. Ông ơi, 6 canh đi. 6 canh à? Vâng. Cần gà, có gà. Gà đây. Đây. Ôi trời. Ôi. Thằng xíu, sao mày xỏ xiên tao mà chơi tao phải không? Sao mày lại ngồi đấy? Sao mày bảo là mày câu cá, còn tao đi bắt gà, hóa ra mày vào mày báo với phú ông. Không, tao không báo gì đâu, đây là, tao không biết gì nhá. Tao biết không gì. Ok, thằng kia. Tao không mang gà về à? Ê, phú ông ơi. Con gà này bây giờ thế nào hả thầy? Cái gì? Nhận ra ai chửa? Ôi trời ơi, chết rồi. Có gan ăn trộm thì phải có gan ngồi trong bu. Biết không hả? Đúng là đồ ngu. Phú ông ơi. Bây giờ thế này nhá, con gà nhỏ này mày mang về nhà mổ rồi để cả nhà ăn thịt. Còn cái con gà to này mang đi quan để qua Tết. Lai 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 lai. Ô ê ô. Đâu đây? Đóng thế kia, vào một cách nào? Đóng thì người ta trèo tường. Thầy thả chó ra là chết. Dở chứ. Mà này, sao hẹn người ta là ở gốc đa đầu làng mà đợi từ chiều đến giờ chả ra gì cả. Muốn ra lắm, nhưng mà thầy không cho ra. Thầy mà không cho ra hả? Thì đây tự đến. Sợ gì? Bọn mình yêu nhau mà. Nhờ. Chết quá. Này. Đây nhớ lắm ý. Lâu rồi không được hít hà. Cho anh thơm cái nhá. Thơm cái. Hôm nay mồm cứng thế. Ăn cái gì mà môi trước à? Ôi, con chi đâu mà? Thôi đi về. Ông ơi. Hơi thơm không? Dạ, ông ơi. Nãy giờ mày thơm cái mùi mồ hôi tay của cụ.
Mày thấy thơm không? Dạ 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 không ạ. Đứng ra đây tao bảo. Lại gần đây tao bảo. Thôi đi về đi. Thôi cứ để nó đứng đấy, nó chốt trèo cổng nó vào rồi. Sao có phải đuổi nó về? Thầy. Nha. Ơi dạ. Trời ơi. Sao mày phản xạ nó nhanh thế? Thôi, con xin thầy. Thầy. Xin cái gì? Dạ ông ơi. Dạ. Thôi ông ơi, con xin ông ạ. Dạ con thưa ông. Này. Cụ nói cho mày biết nhá. Dạ. Nhà cụ đây là danh gia vọng tộc nhá. Dạ. Con gái của cụ là lá ngọc cành vàng nhá. Dạ. Mà đêm hôm mày mò sang đây mày chim chuột hả? À, không, dạ, 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 con lạy ông ạ, dạ, dạ, thưa ông là con không có ý gì ạ. Dạ, chả là con với em Lài là thương nhau từ lâu rồi ông. Thôi nhảy. Chỉ có chăn trâu cắt cỏ thì cái ngữ này thì làm cái gì? Cái tầm của anh mày đòi lấy con gái tôi ấy. Thôi được rồi, cho phép cứ ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng nhé. Dạ, con phải ra. Cứ ngồi xuống. Để tôi ngồi trước. Dạ vâng. Ngồi được chưa? Dạ vâng ạ. Còn mày đứng. Định ngồi à? Này. Anh mà lấy con gái tôi không ổn rồi. Dạ. Con gái tôi tên là Lài. Thế là bàn dân thiên hạ người ta mới đồn thổi là như nào có biết không? Dạ không ạ. Như bông hoa Lài cắm bay. Cái bãi gì mỗi lần con trâu nó tức nó phụt ra. Thầy đã trêu con đấy. Ông ấy. Ông trêu đây, thầy nói nghiêm túc rồi nhá. Thầy. Này. Dạ. Thầy hỏi thật con nhá. Dạ. Thế thằng này nó có cái gì mà con mê nó thế? Ờ, dạ. Anh ấy có cái đầu ạ. Úi dồi ôi. Dạ, con có một cái đầu ạ. À, có cái đầu nhưng mà ý tao muốn nói là phải thông minh. À dạ vâng, con rất thông minh ông ạ. Úi dồi. Dạ. À, thông minh hả? Dạ. Nói thế thôi, ta cũng không khó khăn gì đâu. Con gái cưng của ta này, ta nói thật, ta cũng chỉ cầu mong làm sao mà có một người có cái đầu óc thông minh sáng láng. Dạ vâng. Để sau này cho con gái ta được nhờ. Dạ vâng. Con... Rồi, nếu ngươi bảo là ngươi có cái đầu óc thông minh sáng láng cái gì? Dạ vâng ạ. Rồi, ta sẽ thử ngươi. Dạ. Mấy câu đố bình thường thôi. Dạ. Nếu mà ngươi trả lời được ấy thì ta sẽ cho phép đi lại tìm hiểu con gái ta. Nếu mà không trả lời được ấy dạ. Thì từ giờ trở đi nhá, cấm được trèo tường nhá. Dạ vâng ạ. Còn nữa, nếu mà trả lời được ấy dạ. Thì ta mất cho ngươi một quả hạt. Dạ vâng ạ. Ừ. Nếu mà không trả lời được ấy, ngươi phải mất cho ta. Ta chỉ cần một trinh thôi. Có đồng ý không? Dạ vâng ạ, con đồng ý ạ, con đồng ý ạ. Ừ, nghe cho rõ nhá. Dạ. Vắt óc cho mà nghe cho rõ trả lời câu đố của ta nhá. Dạ vâng ạ. Ừ. Thầy ơi, thầy dơ cao đánh khẽ. Dơ cao chỉ có đánh nặng. Nghe cho rõ nhá. Dạ. Cái gì đi thì nằm, đứng cũng nằm, mà nằm thì nó lại đứng như này. Đơn giản thôi. Dạ, đi thì nằm, đứng cũng nằm, mà nằm thì đứng ạ. Dễ không mà, trẻ con nó không biết mày. À, cái gì? Cái này con biết rồi à? Biết rồi, nói con ngay. Biết rồi. Con gửi ông một trinh ạ. Ông thằng thộn. Ông cho con một cơ hội đi ạ. Dạ, ông đố con một câu khác đi ạ, nhất định con sẽ trả lời được ạ. Thế mày không biết cái câu vừa rồi tao vừa mới đố mày là cái gì à? Dạ con không biết ạ. Là cái mặt mày ấy, nhưng nó đổi thành cái mặt này này. À, tức là nó là cái bàn chân đi ạ. Chứ con gì đi ạ? Là bàn chân ạ. Ờ, đi thì cái gì? Vâng, con nằm. Hiểu rồi ạ. Đứng thì cái gì? Cũng nằm. Nằm thì cái gì? Dạ, đứng ạ. Ừ đấy, thì nằm cho nó chành phành cho nó dơ này. Sao đố dễ thế mà. Thôi. Dạ, không, khoan. Một trinh nhá. Vâng, nhưng mà ông ơi. Thôi biến đi. Không, con xin ông. Ông ơi. Ông cho con gỡ ạ. Ông cho con một cơ hội nữa ạ. Ông đố một câu nữa đi, nhất định con sẽ trả lời được ạ. Thôi được rồi. Tao cho mày thêm cơ hội nhá. Dạ vâng ạ. Con gì
đầu rồng đuôi phượng canh tiền, ngày năm bảy vợ tôi thì nằm không. Mày rất dễ con gì. À, cái con này là con biết. Đấy, con này dễ, chắc biết. Nó phải biết rồi. Con này nó là con. Gửi ông một trinh nữa. Dạ, ông cầm cho con. Ông ơi, khó quá ông ạ. Ông có thể cho con một cơ hội nữa, một câu hỏi gì nó dễ hơn được không ạ? Dạ. Là cái con đần, cái đầu mày ấy. Dạ. Con này mày cũng không biết rồi. Dạ. Ban ngày nó năm bảy vợ, tối nó nằm không một mình. Là cái con gì? Con gì? Là cái con, ôi giời ơi, sao mà... Đấy, thế mày cứ bảo rằng nó cứ cái đầu óc thông minh sáng láng. Là cái con... Là con gì? Con gà trống ấy chứ con là cái gì nữa? Xéo mày! Ông gục cho mày xuống hông bây giờ! Xéo mày! Bao giờ cái đầu óc của mày thông minh sáng láng thì thằng đến đây nhá? Thầy! Thầy cái gì? Thầy là thầy lo cho con thôi. Giữ cái nề nếp gia phong cái gia đình này chứ. Đi vào đi ngủ! Ôi đấy, đấy, ôi giời ơi. Nó đi với đứng mông nó cứ thướn tha, thướn thẹo. Ôi giời. Ôi giời. Thầy đâu? Ôi kìa, này, sao lại liều thế à? Sao phải sợ? Tôi nói cho Lài biết. Lần này tôi đến đây là tôi đã xác định rồi. Một là sống hay là chết. Ôi. Thấy chưa? Thầy đâu? Gọi ra đây. Có chi khí đấy. Cái gì? À. Thầy. Dạ, có chào ông ạ. Thằng này. Dạ. Này. Dạ. Nhà tao gây thù chuốc oán gì với nhà mày? Mà mày ra như đĩa thế hả? Dạ thầy. À, hôm trước ấy, mày chỉ dám vào sân ấy. Hôm nay mày lao thẳng vào tư gia nhà ông là thế nào hả? Dạ dạ. Dạ con thưa ông là ông bớt giận à. Thầy hôm ạ? Nay con đến đây là có lý do hết đấy ạ. Kìa thầy, con xin thầy bớt giận ạ. À, thầy uống hốc nước. Dạ thưa ông, hôm nay là con đã chuẩn bị sẵn hết tiền rồi ạ. Là con muốn là hôm nay ông cho con gỡ. Ông đố đi ạ. Con sẽ trả lời. Hôm nay nhất định con sẽ trả lời đúng ạ. Ôi trời. Tao tin là mày không trả lời được đâu. Ông cứ đố đi ạ. Này. Dạ. Quá tam ba bận nhá. Dạ vâng ạ. Lần này là lần cuối cùng nhá. Dạ vâng ạ. Mày lại thích câu đố. Ôi trời. Trong mặt mày nghệt như ngỗng thì không thì hôm nay là con tự tin lắm ạ. À, trong mặt có vẻ tự tin nhỉ? Dạ. Thôi được rồi, ta cho người cơ hội cuối cùng nhé. Dạ. Con gì ăn lắm nói nhiều, nhanh già lâu chết, miệng kêu tiền tiền là con gì? Rất dễ. Con biết rồi. Đấy. Con biết đó là con gì rồi. Ta biết, thì này là ngươi thông minh ra, ta biết dạ. Rồi. Con gì? Con đấy, nó là con gửi ông một trinh ạ. À. Con chỉ con không biết. Xéo ngay. Dạ. Cái con này nó sẽ gắn bó với cả đời với ngươi đấy. Con gì ạ? Thế mà ngươi vẫn không biết à? Con không biết ạ. Con gì ạ? Là con ê à, hiểu chưa à, con đần bà. Úi giời ơi, thế mà không hiểu nhỉ? Thôi về ngay. Không, về không về ngay. Dạ không, ông ơi, con còn một trinh nữa, con còn một trinh, ông cho con gỡ nốt lần này. Thôi được rồi, tao cho mày gỡ nốt nhé. Dạ vâng ạ. Con gì? Thôi ông ạ, lần này là đến lượt con đố ông đi, chứ ông đố con quá nhiều rồi, con thua quá nhiều tiền rồi. Lần này ông phải cho con đố không?
Này, đúng không ạ? Tao nói cho mày biết nhé. Ông đây này. Dạ. Cái gì ông không biết? Cái gì cũng biết hết. À, ông biết tuốt. Thế chứ còn gì nữa? À, dạ vâng ạ. Thế mày đố xem nào? Dạ vâng. Từ từ. Nếu ông mà trả lời được ấy, thì tao không nói nhiều nhá. Tao mệt vì mày lắm rồi nhá. À, dạ vâng ạ. Chẳng qua là tao thương con gái tao thôi nhá. Dạ vâng, dạ vâng, vâng, vâng. Nốt lần này nếu mà ông trả lời đúng ấy, thì con xin thề, con sẽ không bao giờ dám bén mảng đến nhà mình nữa ạ. Nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Được. Đố đi. Ừ. Nhưng mà nếu con đố mà ông không giải được thì thế nào ạ? À, thì tao sẽ mất cho mày một quan. Dạ. Ừ. Và thì tao sẽ cho mày đi lại tìm hiểu con gái tao. Ừ, chứ? Dạ, dạ, dạ vâng. Ông nhớ nhá. Ừ. Ông nhớ, dạ vâng rồi. Con đố luôn đi ạ. Con gì mà có bốn chân? Bốn chân. Mà mỗi chân của nó đều to như cái cột đình. Wow. Nhưng thân của nó lại chỉ bằng que tăm thôi. Ông làm sao đấy ạ? Lạ quá thầy nhỉ. Bốn chân. Dạ vâng. Như bốn cái cột đình. Dạ vâng. Mà thân nó bằng que tăm. Dạ vâng. Ông giải được không ạ? Ông có giải được không ạ? Con gì hả thầy? Từ từ. Thầy choáng. Ôi giời, cái con này ấy, thì nói thật với mày, từ bé đến giờ tao chưa biết cái câu đố này là như nào. Cái con này sao nó quái dị thế? Thế nó mới là đố chứ. Ông có giải được không ạ? Từ từ. Con mời em. Anh xem. Thời gian suy nghĩ đã kết thúc. Và câu trả lời cuối cùng của thầy là... Là cái tao không biết, được chưa? Thế tóm lại là ông không giải được ạ? Ông chịu chưa ạ? Chịu. Thế thì ông cho con xin một quan ạ. Dạ. Cả cái túi này là một quan đấy. Dạ. Nó có 10 trinh đấy. Dạ. Gật chìn ạ. Con này này. Dạ. Thôi được rồi. Tao thua rồi. Dạ vâng. Thế theo mày, nó là con gì? Dạ, ông mà không biết là con gì thì con làm sao mà biết được ạ? À? Con gửi ông một trinh ạ. Hóa ra mày đố mẹo ông à? Ông thấy con thông minh chưa? Được, con rể tương lai của ta nó phải là như thế. Dạ, chúng con cảm ơn thầy ạ.